đại lộ hiện đại nhất Sài Gòn tiếp tục bị lún nghiêm trọng. Sau 3 lần sửa chữa, đại lộ Đông Tây được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng tiếp tục bị lún nghiêm trọng, mặc dù chủ đầu tư đã cam kết quá trình khắc phục sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2013. Đại lộ Đông Tây, đoạn từ hầm sông Sài Gòn đến cầu Cát Lái, dài khoảng 6.5 cây số, được đưa vào sử dụng từ ngày 20 tháng 11 năm 2011. Riêng đoạn từ đường liên tỉnh lộ 25B đến Cát Lái được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2010. Đây là trục đường chính để các xe container và xe tải ra vào cảng Cát Lái ở quận 2. Ngay sau khi thông xe vài tháng, đoạn đường này liên tục bị hư hỏng nghiêm trọng. Nặng nhất là đoạn từ giao lộ Lương Định của Mai Chí Thọ đến giao lộ Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống. Nhiều chỗ bị lún, lớp bê tông nhựa đường trồi lên khiến mặt đường nhăm nhở. Mặt đường bị lún theo đường bánh xe kéo dài, có đoạn lún sâu hơn 10 cm, khiến cho xe chạy trên đường bị giằng xóc rất mạnh. Theo các tài xế xe container, chạy qua đoạn đường này phải rất tỉnh táo nếu không muốn gây ra tai nạn. Các tài xế nói, nếu chạy trật đường rầy, xe sẽ bị lạc tay lái. Cảm giác chạy xe qua đoạn đường này cứ như đang chạy trên đường sắt chứ không phải đường bộ. Tất cả xe đều phải chạy chậm, men theo đoạn đường bị lún. Nhiều người đặt câu hỏi, không biết công ty xây dựng sửa chữa kiểu gì mà cứ sau vài tháng đường lại lún nặng hơn trước. Từ khi được đưa vào sử dụng, đoạn đường này đã được sửa chữa 3 lần, nhưng đến nay tình trạng bị lún vẫn tiếp tục và ngày càng trầm trọng hơn. Thời hạn hoàn thành việc sửa chữa, vấn đề bị lún, trồi nhựa trên đường Mai Chí Thọ đã bị Ban Quản lý Giao thông Đô thị dời đến 3 lần. Lần thứ nhất, trong thời điểm thông xe hầm Thủ Thiêm vào tháng 11 năm 2011, Ban Quản lý Giao thông Đô thị hứa sẽ giải quyết triệt để vấn đề này vào quý thứ nhất năm 2012. Đến thời hạn, mặt đường bị lún, trồi nhựa nặng hơn, lời hứa được dời sang quý thứ hai năm 2012. Và tiếp tục bị dời cho đến quý thứ 3 năm 2012. Và đến nay là lần hẹn thứ 4, nhưng sắp hết tháng 3 năm 2013, đoạn đường lún này vẫn chưa được khắc phục xong và tình trạng lún mặt đường tiếp tục nghiêm trọng hơn.